cả Phật, Bồ Tát theo tinh thần Đại Thừa đều ẩn chứa cái đạo lý. Thậm chí ngay những cái dáng vẻ của quý ngài nó cũng đều biểu lộ ra cái đạo lý. Riêng Đức Văn Thù Sư Lợi, trên tay ngài cầm một thanh gươm, ngài cởi một con thú gọi là con sư tử màu xanh, chúng ta thường gọi là thanh sư. Thanh là xanh, sư là sư tử. Thanh sư là con sư tử màu xanh. Tại sao cởi con sư tử màu xanh? Bởi vì con sư tử là cái con mà chúa của các loài thú trong rừng, tượng trưng cho uy lực. Thanh gươm ngài cầm là tượng trưng cho trí tuệ. Vậy thì một vị Bồ Tát muốn đi vào đời độ sanh thì phải có cái uy lực của trí tuệ. Hay nói một cách khác, một hành giả tu hành, một hành giả tu hành nếu không có được cái lực của trí tuệ thì chúng ta không thể nào thành tựu được cái quả tu của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, ngoài bản thân nghiệp lực của chính mình, còn thêm cái hoàn cảnh xung quanh nó chi phối. Cho nên nếu nghiệp mà không có trí để chuyển, không có trí để nhận đây là cảnh nó mê mình, thì tu thì cũng tu nhưng mà kết quả không có gì. Và thưa đại chúng, mỗi người chúng ta dù là tăng hay tục, là người ở đời tu hành xuất gia hay là người tại gia, mỗi người chúng ta đều có cái biệt nghiệp của mình. Và có những người không bị cái nghiệp này thì bị cái nghiệp khác. Ví dụ có những người có nghiệp thích muốn ăn chay nhưng mà có cái tội, cái nghiệp thèm ăn mà thèm mặn. Có nhiều người muốn tụng kinh mà bị một cái nghiệp buồn ngủ, coi phim có cái lương tỉnh mà hễ ngồi vô tụng kinh là bắt đầu nhập định, hai mắt nó nhíp lại mà cố gắng dữ lắm mà nó vẫn ngủ. Rồi có những người không buồn ngủ nhưng mà hễ vô tụng kinh nghe pháp là ngáp, ngáp mà ngáp chảy nước mắt. Rồi có những người muốn tụng kinh nhưng mà người thân mình luôn luôn có những thái độ khó chịu khi mình đi chùa, khi mình ăn chay, khi mình tụng kinh. Như vậy thì tất cả chúng ta, đó là cái nghiệp của cư sĩ ngày đời. Còn các thầy tu, mỗi người cũng có cái phước nghiệp của riêng mình. Có những thầy làm chùa dễ dàng, độ sanh dễ dàng. Có những thầy kiếm chúng sanh độ cũng đây. Mà còn nếu mà gặp chúng sanh toàn là chúng sanh can cường, giống như ở trong kinh Địa Tạng nói, thấy không? Chúng sanh can cường, quý vị nhớ không? Cái phẩm kinh đầu tiên có những tánh tánh chúng sanh can cường. Cho nên các Phật cũng dễ thương lắm. Gặp nhau không hỏi ăn cơm chưa, mà gặp nhau hỏi sao? Ngài có được an ổn không? Chúng sanh dễ độ không? Bởi vì cái tâm nguyện của Phật Bồ Tát là độ chúng sanh, cho nên gặp nhau là hỏi chúng sanh dễ độ không? Mà nếu mà chúng sanh không dễ độ thì Ngài không được an ổn. Cho nên còn mình giờ gặp nhau ăn cơm chưa? Đi chợ chưa? Ăn cơm chưa? Ở chỗ đó đồ xe chị đi mua chưa? Chứ không hỏi lúc này chị tu hành thế nào. Chúng sanh mình thì gặp nhau là ít hỏi mấy cái chuyện tu hành, mà hỏi mấy cái chuyện lặt vặt trong thế đời. Còn Phật Bồ Tát mà gặp nhau cũng hỏi thăm nhau. Hỏi sao? Thân tâm Ngài có được thư thái không? Việc đời dễ nhẫn không? Chúng sanh có dễ độ không? Quý vị có nhớ những câu mà Phật Bồ Tát hỏi vậy không? Vậy thì có những thầy xây chùa tạo tượng dễ, có những thầy làm hoài không sao. Như vậy thì mỗi vị dù xuất gia
cũng có cái phước nghiệp của riêng mình. Rồi có những thầy làm không được, mình người đời ở đời tu cũng vậy, bản thân mình có cái nghiệp của chính mình chưa đủ, hoàn cảnh xung quanh mình đôi khi cũng nghiệp mình bình thường thôi mà hễ vô tu nữ. Như vậy thì chúng ta phải có được cái trí tuệ như thanh gương của Ngài Văn Thù Ngài cầm trên tay. Và có cái, mình phải có cái sức mạnh của trí tuệ để làm gì? Để ma không có thể quấy nhiễu. Ma ở đây là ma gì? Ma phiền não. Ma gì? Nó có căn bản, nó có bốn thứ ma. Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là thiên ma, bốn là tử ma. À, phiền não ma, cái này mình biết rồi phải không? Chữ ma là gì? Hễ cái gì mà nó cướp đoạt, hễ cái gì mà nó cướp đoạt cái thanh tịnh, cái an ổn của ta, nó gọi là ma. Cho nên tiếng Hán dịch chữ ma là sát. Sát là giết. Nó giết cái gì? Nó giết cái an vui của mình, nó giết cái thanh tịnh của mình. Cho nên ma nó có phiền não ma. Rồi nó có gì? Ngũ ấm ma. Ngũ ấm là thân thể mình đó, thân và tâm của mình đó. Ngũ ấm gồm có gì nè? Tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người của mình được kết hợp bởi năm uẩn. Về mặt sắc có nghĩa là sắc thân, cái này chúng ta thấy. Nhưng mà có bốn cái kia chúng ta không thấy, chúng ta chỉ nghe tên đó thôi. Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Nó không có tướng. Vậy cho nên nó chỉ là danh mà không có tướng. Còn sắc là tướng. Cho nên mà khi người ta thường gọi là danh sắc đó. Danh sắc nghĩa là ngũ uẩn. Cái gì thấy được thì gọi là sắc. Chẳng hạn thân mình, sắc này, sắc này. Nhưng mà trong cái sắc này á, cái sắc thân này nó được cấu tạo căn bản là bốn thứ: đất, nước. Vậy thì con người chúng ta còn sống, còn hoạt động, còn nói năng là do ngũ uẩn nó còn hợp tác. Sắc này, mắt, tai, mũi, miệng, nghĩa là những cái gì chúng ta còn thấy được là phần sắc. Như phần tưởng, chúng ta có tưởng không? Có không? Có. Chưa bao giờ gặp thầy Pháp Hòa là tưởng chứ. Thầy như thế này, thầy như thế kia, mà tới hồi gặp rồi cũng bình thường hết. Cho nên rốt cuộc rồi mình ngộ ra một cái chân lý là mù tỏa lô sơn sống triết gian. Nghe người ta đồn mù và sương tỏa ở trên núi, núi lô à, mù tỏa lô sơn, tức là mây nó phủ ở trên núi lô. Sống ở sông Triết đẹp lắm, đời người ai chưa đến đó, chết không đành. Nhưng mà đến khi mà đến được rồi thì cũng đâu có gì lạ, thì cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Cái đó là mình tưởng mà, phải không? Cho nên cái tưởng là nó không có thật. Cái tưởng là không có thật. Mà cái thật là cái hiện trước mắt. Mà chúng sanh mình ít có sống với cái hiện trước mà thích sống với cái tưởng. Người ta hay dùng cái từ là tưởng tượng. Và tiếng Việt Nam là dịch là tưởng tượng như tưởng vôi. Thành thử ra mình tưởng cái đó nó to, nhưng mà rốt cuộc nó có một chút, phải không? Thành thử ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là ngũ uẩn, mà nó luôn luôn nó chi phối mình. Mình bận rộn với nó, và đôi khi mình sống mình chạy theo nó, mình mới thấy nó thoáng qua cái mình tưởng cái đó vậy, cái là mình nghĩ như vậy, rồi mình đi tuyên truyền, rồi sanh phiền não khổ đau với cái mình tưởng như vậy.
rồi nguy hiểm, rồi ngủ ám ma, phiền não ma, rồi thiên ma. Thiên ma là ma trời. Ma trời tức là những cái lanh lợi mà nó rất, nó có khả năng nó dụ mình. Mình nói ví dụ như mình để quyết định là sáng 6 giờ thức dậy tụng kinh, mà anh tuần thức dậy đâu được tụng ngày, còn 4 ngày kia ngủ. Tại vì khi mình để cái đồng hồ ra, mình chuẩn bị ngồi dậy, thì cái con thiên ma đó nó nói tu hành đâu có ai bắt mình phải khổ sở như vậy, rủa mình bệnh sao mình tu tiếp. Nghe nói hay quá. Rồi cái mình đi làm Phật sự cả ngày, về tới giờ niệm Phật tụng kinh gì, nó nói đây làm công quả cả ngày cũng như tu. Mà nó thiên ma. Hoặc là mình chuẩn bị đi đâu làm Phật sự hay chùa tu gì, nó nói đấy, bữa nay chị có nhớ chị có cái đám hỏi không, đời người có một lần còn tu tháng nào cũng có. Không đi ăn đám hỏi ta buồn á. Ví dụ vậy. Cho nên rồi á, tu hành thì cũng muốn, nhưng mà khổ có một cái là đừng cạo đầu. Có nhiều vị muốn xuất gia lắm á, nhưng mà tưởng tượng là trời, cái đầu mình nó không có tóc thì ra làm sao ta, gọi là không dân cạo. Cho nên ba cái con ma gọi là phiền não, ngủ ấm và thiên ma, nó lanh lắm. Cho nên những con ma đó đó, nó mới có khả năng nó dụ mình. Mà cái người tu á, mà mình không có được cái trí tuệ đó thì nó lôi mình. Mà nếu mình có được cái sức vững chãi thì mình biểu lộ qua con sư tử. Mình không cần phải trố mắt nghe răng, nhưng mà từ ở cái nhận biết rõ ràng của mình thì người ta không dễ gì lung lay nữa. Ví dụ như mình là Phật tử đi chùa, đứng vô chụp hình, người ta tới người ta nói tại sao chị chụp hình ba người, chụp hình đúng ba người xui lắm. Vừa rồi Pháp Hòa, mà Pháp Hòa hay bị cái vụ nữa. Nhiều khi giảng xong Phật tử nó hay cho con chụp hình cái nhà hai người, mình đứng giữa. Ồ, đó đâu chụp bao, yên tâm Pháp Hòa đứng giữa. Đó là một. Còn không, bà mới nói tại sao Tây Phương Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí ba người không nói xui. Thờ Phật ở chùa, giữa là Thích Ca, bên hông là Quan Âm Địa Tạng, cũng ba người sao không nói xui. Phước Lộc Thọ sao không nói xui. Lại Phật, lại ba, lại sao không nói xuôi. Thiên Chúa cũng có ba ngôi sao không nói xuôi. Phải không? Rồi hỏi tại sao nói là sợ xuôi. Nói tại vì ba người là đếm sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh, cho nên cái người mà thứ ba là người bệnh. Phải hoài nói tại sao mình phải tụng sanh lão bệnh, tại sao mình không nói phước lộc thọ. Tất cả là do mình. Thành thử ra mình phải vận dụng cái trí của mình để biểu lộ cái tướng của con sư tử. Mấy cái lời phù phiếm đó Phật tử không được nghe và cũng không được theo. Đó là tà kiến. Mình là Phật tử, mình phải có chánh kiến trí tuệ. Gươm báo ở đâu không chặt cái phiền não đó. Đức Di Đà Quan Âm Thế Chí đứng ba người mà đứng muôn năm, mình lại muốn chết. Mình chết rồi ba ngày vẫn đứng đó. Có sao đâu. Rồi bây giờ tại nếu mà nói vậy, tại sao mình lại Phật, mình lại ba lại chầu đám cưới tên ba miếng, sao không nói xui, mà đứng ba người chụp hình thì nói xui là sao? Không có một cái tuệ giác. Mà Phật tử không biểu lộ cái trí tuệ đó, mà ai nói gì tin, ai nói gì cũng tin. Thành tử ra người ta nói ồ, cái này cầm cái kiếm thì kiếm bằng nhựa. Cởi con sư tử giấy, cho nên người ta không nghe. Người ta lung lay mình như chơi. Một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Rồi mình tụng kinh, người ta biểu mình đừng tụng kinh. Hỏi tại sao? Tụng chú Đại Bi thì khùng, tụng Địa Tạng thì âm theo, tụng Di Đà thì đợi người chết mới được tụng, tụng Pháp Hoa thì gia đình xào xáo, tụng Kim Cang thì nóng tánh,
Mô Phật dạy có kinh nào không kinh nào được tụng được nghe hết, vậy mà mình cũng nghe. Rồi mình đem dân chùa mình cúng dường lại hết kinh sách, hỏi tại sao không dám tụng. Nếu mà tụng Pháp Hoa mà xào xáo thì các chùa ta tụng để làm gì cho chùa ta xào xáo. Mà nếu mà tụng Đại Bi mà khùng thì mấy thầy khùng trước. Tại thầy ở trong chùa là ngày nào mà không tụng Đại Bi, mà có thời kinh nào không tụng Đại Bi đâu, phải không à? Cho nên những cái đó đều là thiên ma, nó lung lay, nó không làm cho mình. Mà người Phật tử không có trí thì không có dũng. Cho nên đức, ba đức tánh căn bản của đạo Phật là gì? Bi, trí, dũng. Bi là lòng từ, lòng thương, tượng trưng cho Phật. Trí là trí tuệ, sáng suốt, tượng trưng cho Pháp. Dũng là có khả năng vượt mọi chông gai, gọi là dũng lực, tượng trưng cho Tăng. Như vậy thì bi, trí, dũng cũng là ba đức tánh tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Cho nên ở bên tu viện Tây Thiên, Canada, có Hòa Tạo, Đức Quan Âm ba thân. Mỗi một thân của Bồ Tát cầm một pháp khí tượng trưng cho bi trí dũng. Mà bi trí dũng tức là Phật Pháp Tăng. Phật tử mình quy y rồi, quy y rồi có nghĩa là mình làm con Phật rồi. Mình làm con Phật, Phật là Pháp Vương, còn mình là gì? Pháp Vương Tử. Quý vị có nghe từ đó, trong kinh gọi Đức Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử. Con là con của Đấng Pháp Vương. Pháp là giáo pháp, Vương là vua. Vậy thì như thế nào mới gọi là Pháp Vương? Người có khả năng vượt tất cả các chướng ngại gọi Pháp Vương. Cho nên mình mới ca Phật là Đấng Pháp Vương vô thượng. Mà Phật không phải là vua gì hết, chỉ là vua Pháp thôi. Pháp nào hiển khởi, Phật biết đây là Pháp lành. Pháp nào hiển khởi, Phật liền biết đây là Pháp ác. Pháp lành thì tăng trưởng, Pháp ác thì đoạn trừ. Mà ngày nào mình người tu là phải dụng cái trí nhận cái đó. Cái nào lành tăng trưởng, cái nào không lành bỏ đi. Cứ như thế mà tu, gọi là tu thiền. Vậy thì tu thiền là thiền ở đâu? Thiền ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Người ta tới ta nói một câu nào đó, mình nghe mình không có xứng ý, không có như lòng, mình biết cái này là tâm mình đang hiện khởi pháp không lành. Lấy gương phiền, gương trí tuệ ra chặt đó. Cho nên Đức Văn Thù cởi trên con sư tử là tượng trưng cho cái uy lực, cái sức mạnh của trí tuệ. Trên tay ngài cầm thanh gương, gương đó gọi là gương chặt phiền, gương đó là gương của trí tuệ. Cho nên ở trong Phật giáo Đại Thừa, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho hạnh nguyện. Cho nên Đức Phổ Hiền cởi con voi, Đức Văn Thù cởi con sư tử, Đức Phổ Hiền cởi con voi. Bởi vì con voi là một con thú mạnh, người ta ngày xưa dùng để đi đánh giặc. Ý nói con voi là nó có khả năng nó dẫm đạp, nhớ không? Dẫm đạp. Mà con voi này là con voi màu trắng, tượng trưng cho bạch nghiệp. Con voi trắng tượng trưng cho bạch nghiệp. Mà con voi này không chỉ có hai ngà mà là 6 cái ngà, tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Muốn làm hạnh của Bồ Tát phải có lục độ, có lục 6 pháp ba la mật, phải dẫm đạp lên tất cả mọi phiền não mới có thể hành Phật sự được. Có vài ví dụ như thầy nhờ mình lên cắm bình hoa, mình mới vừa cắm mấy cọng, cũng có người khác đó, ủa sao bữa nay cắm kiểu này, ủa tại sao cắm to vậy đó. Rồi cái chưa chắc một bình hoa của mình mà không có ý kiến ý cò,
mà mình phiền não mấy cái đó thì coi như là mình chưa làm hạnh nguyện của Phổ Hiền. Lục độ Ba La Mật là trước hết là phải bố thí. Mà bố thí thì không có nghĩa là bố thí tiền, bố thí của, mà đôi khi phiền não tới phải bố thí nó đi. Cái gì nó chướng tai gai mắt quá, móc mắt. Cho nên trong kinh nói đó, các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo móc mắt, xẻo tai. Không có nghĩa là các ngài cày lấy dao cắt mắt xẻo tai, mà móc mắt đây là đừng có thấy người ta bằng cái cặp mắt đó nữa, đừng có nghe người ta bằng cái kiểu đó nữa, thì mình mới có thể vượt được. Cho nên đại thừa mình phải có con mắt, mình phải có cái nhận định ở cái tinh thần đại thừa, mình mới thấu nghĩa được đại thừa, và từ đó mình mới rộng độ chúng sanh được. Quý vị thấy đôi khi muốn làm Bồ Tát đâu phải dễ, mình muốn vô chùa mình làm công quả thôi mà đâu phải bình thường, mình muốn làm một cái việc từ thiện thôi cũng đâu phải đơn giản. Cho nên á, có một lần Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, muốn cầu cảnh giới của chư Phật phải cầu ở đâu? Quý vị biết Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là sao? Bạch Đức Thế Tôn, muốn cầu cảnh giới của chư Phật thì phải cầu ngay nơi phiền não của chúng sanh. Tại sao? Ngài giải thích, nếu không hiểu rõ cái hiểu rõ được phiền não thì làm sao cầu cảnh giới của chư Phật được. Bởi vì tất cả chư Phật tu thành Phật là nhờ chứng được, nhờ cái gì? Nhờ cất dẹp được hết phiền não. Như vậy phiền não là cái chúng ta cần có để chúng ta tu huân luyện tập nó, mà hễ hết cái đó thì mới được làm Phật. Chứ không ai được làm Phật mà không có phải trải qua thời gian trắc nghiệp với phiền não. Vậy vì phiền não vốn nó không ác, nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó là thiện tri thức để làm cho chúng ta thành tựu. Ví dụ như mình muốn học, mình muốn thi được cái bằng là có được quốc tịch Mỹ để mai mốt có cái passport đi đâu cũng dễ dàng, mà tới tuổi ăn tiền già ăn cũng dễ. Vì cái tương lai là mình có cái hộ chiếu đi đứng cho dễ dàng trên đất Mỹ các nơi, và đồng thời được làm một công dân Mỹ chính thức, được quyền đi bầu, có tiền già, thì buộc lòng phải học tiếng Anh, học tiếng Mỹ để đi quốc tịch. Học mà cái bài học nó khó lắm, nhưng mà chính đó, chính bài học này, nếu chúng ta pass được nó thì chúng ta có cái quốc tịch Mỹ. Cũng như thế, tu hành muốn thành Phật không có cái gì để chúng để mà tạo nên cái thành Phật đâu có được. Ví dụ quý vị nấu cơm cũng phải chịu khó, thứ nhất là phải đông gạo, vo gạo, đo nước, rồi bắt lên lò. Mà bắt lên lò bây giờ thì mình khỏe hơn, mình nấu nội điện, chứ ngày xưa phải nấu bằng lò gì, lò củi, mà hễ củi thì phải canh, chưa nói là mồi lửa nữa. Nếu mà mình vượt được những cái đó mình mới có được nồi cơm, thì chứ không thể nào nói nấu cơm múc gạo để lò cái nó thành. Làm cái gì nó cũng phải có cái công thức trải nghiệm đó. Tu hành cũng như vậy, và công thức để thành Phật là có phiền não để độ nó. Vậy thì phiền não, có một vị tổ mới nói đừng có ghét lục trần. Lục trần không có ác, chỉ cần chúng ta trở lại nhìn rõ lục trần thì lục trần liền thành chánh giác. Dục hữu nhất thừa, bất ố lục trần. Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn được cái chỗ cao tổ, đừng có ghét sắc thanh hương vị xúc. Tại vì chính nó là như cái hoa này, nó đẹp không? Đẹp. Nếu mình chỉ nhìn
hoa đẹp, biết đẹp thì cái hoa này là cảnh. Nhưng nếu chúng ta mê nó, trời ơi, tôi ước gì hoa này tươi hoài, đừng có héo, mà bữa nào nó rụng, nó héo, mình bực, mình tức, mình buồn, mình rầu, mình khổ, mình sầu, mình đau, mình thương, thì cái này bây giờ nó không là cảnh mà nó là trần. Cho nên cái hình tướng bên ngoài mình nhìn, mình biết, mà mình không đắm đuối với nó thì nó chỉ là cảnh thôi, gọi là lục cảnh. Còn như nếu nó trở thành ra cái nó mê mình thì nó là thành trần. Có một ví dụ, mình đi ra một cái buổi tiệc, gặp 100 cô gái đẹp bình thường, thì các cô đó mình đâu có để ý, để tâm gì đâu, thì mấy cô đó là gì? Cảnh. Nhưng có một cô, trời ơi, tự nhiên mình gặp cái tim mình nó đập thình thịch. Thì bây giờ cô đó trở thành ra trần. Như vậy thì khi mình nhìn cảnh, mình biết cảnh thì nó chỉ là cảnh. Còn hãy đắm nhìn nó thì gọi là trần. Thì khi mà nó thành trần thì nhất định phải rút gương ra rồi đó. Phải bắt đầu sử dụng chiêu thức rồi đó. Như vậy thì Ngài Văn Thù nói với chúng ta, nếu chúng ta muốn cầu cảnh giới của Phật thì không thể nào đi chỗ nào cầu hết, mà phải cầu ngay nơi phiền não của chúng sanh. Đi chùa Văn Thù thì phải hiểu rằng chúng ta đi chùa trí tuệ. Đi nơi chùa đó, chúng ta phải huân tu để bồi dưỡng trí tuệ. Cái mình học nó là trí thức, cái mình tu chứng là trí tuệ. Ví dụ bây giờ thầy giáo dạy cho mình công thức, ví dụ thầy dạy cho mình cách ngồi thiền, mình hiểu được cái cách thức ngồi thiền đó mới là trí thức thật. Nhưng mình phải vận dụng trí tuệ để mình thiền làm sao cho nó linh động. Bây giờ mình đau lưng, mình không ngồi đất được, mình lên ghế mình ngồi. Không quan trọng ở cách ngồi, mà quan trọng ở chỗ thiền. Cho nên có nhiều khi mình gọi mình đi ngồi thiền, mà thật sự mình chỉ có ngồi mà không thiền. Ngồi thì có tướng ngồi rồi đó, nhưng mà tâm mình lo nghĩ lung tung hết thì không có thiền. Cho nên kêu ngồi thiền, mà đôi khi mình ngồi mà không thiền. Nếu ai ngồi cũng thành Phật, phải không? Thì đâu cần phải mài ngói để làm gương. Có một người đệ tử ngồi thiền, thầy hỏi ngươi ngồi chi vậy? Nó để con ngồi thiền để làm Phật. Ông thầy không nói gì hết. Ông thầy ra lấy cái miếng gạch, miếng ngói, ngồi kế bên đệ tử mài. Mài riết cái người đệ tử nghe bực bội quá, mình ngồi thiền mà cứ mài hoài xung quanh. Nó bạch thầy, thầy mài ngói chi vậy? Nó ta mài ngói để làm gương soi. Người đệ tử nói gương soi, ngói làm sao làm gương? Nó vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền để làm Phật? Vậy thì cái không phải ngồi thiền để làm Phật, mà làm Phật ở cái chỗ chúng ta chuyển được cái tâm vọng, tâm phàm. Cho nên Ngài Ấn Quang, Ngài dạy chúng ta cái cách để chúng ta thiền mà thành Phật đó, đơn giản: tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi tỉnh tọa ngồi yên, hãy nên thường nhìn thấy lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, kỷ là mình, quá là lỗi. Khi tỉnh tọa hãy ngồi nhìn lỗi của mình. Lúc ngồi nhàn rỗi nói chuyện với nhau, đừng nói tốt xấu của người. Tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân phi. Nho có câu: bán cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Nửa lời nói quấy, có khả năng làm tổn giảm cái đức ngày, cái đức thường ngày của mình. Nhiều khi cả ngày mình tu, sáng ngồi thiền lăng nghiêm, trưa thì tụng kinh cúng nọ, ăn cơm chánh niệm, nghe pháp niệm Phật, nhưng mà ai đụng tới mình thì mình nói
nói một cái lời nặng nề, khó nghe. Cái đức tu của mình từ sáng giờ nó bị tổn giảm bởi nửa lời nói sai lầm của mình. Bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Nửa lời sai quấy cũng có khả năng làm tổn giảm cái đức của mình quân tu trong mỗi ngày. Vậy thì Ngài Ấn Quang dạy chúng ta niệm Phật bằng cách nào? Ngoài cái chuyện lâm râm niệm Phật, chúng ta còn phải thực hiện tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân chi. Hãy thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Nếu thấy ai cũng là Bồ Tát, mình là phàm phu thì phiền phiền não với ai? Còn nếu mà mình thấy ngược lại, tôi là Bồ Tát, còn mấy người là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là tôi muốn tát ra cho rồi để cho để tôi yên. Vậy quý vị nhớ, nếu mà mình đi muốn đi, mình muốn đi nhanh thì hãy đi một mình. Còn nếu muốn đi cho tới chốn thì hãy đi với đám đông. Đi một mình thì đi nhanh, nhưng mà nhanh thì nó dễ mệt, mà mệt thì một mình thì dễ bỏ cuộc. Cho nên muốn đi nhanh thì đi một mình, mà hãy muốn đi cho tới nơi tới chốn thì phải đi với đại chúng. Mà đã là đại chúng thì thế nào cũng phải đụng chán. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì ngay nơi đó, ngay nơi chúng sanh đó, chúng ta tìm được cảnh giới của Phật. Cho nên người ta hỏi Ngài Di Ma Cật, chỗ nào là đạo tràng? Ngài Di Ma Cật nói, trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh nó đâu có gì. Thật sự ra đây là nói cho những cái người mà căn cơ gọi là cao đó nha, chứ còn bình định bắt chước à. Vô casino ngồi nguyên ngày nói đây là cảnh giới đạo tràng của tôi. Thành thử ra, bởi vì chúng ta đứng ở trên cái phương diện, cái nhìn nó hơi cao một chút. Bởi vì mình tu là mình tiến mà, thì mình học cái hạnh của các bậc Bồ Tát Đại Thừa. Bởi vì tinh thần Bồ Tát là tinh thần Đại Thừa, mà Đại Thừa là tinh thần của Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa có một vị Bồ Tát tên là Bất Hư Tức. Bất là không, hư là thôi, tức là nghỉ. Bồ Tát không có thôi nghỉ. Còn mình bây giờ hở chút là hư với tức không? Đâu? Phải là một Bồ Tát Bất Hư Tức, nghĩa là Bồ Tát không dừng nghỉ, độ chúng sanh đưa tới Niết Bàn. Chính từng sen báo đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi. Đó là những câu trong bài sám nói về Đức Quan. Ngài trong biển khổ đò từ vẫn đợi. Cái câu rất hay. Ở trong cái biển khổ mà Đức Quan Âm vẫn nhẫn nại chờ mình. Trong biển khổ đò từ vẫn đợi, vớt chúng sanh đưa tới Niết Bàn. Để làm gì? Để đưa mình lên cửu phẩm hoa sen, chính từng sen báo đài vàng, để mình được Di Đà thọ ký rõ ràng thẳng thơi. Cho nên nếu mình tụng một bài sám, một bài kinh mà chúng ta tụng bằng cái tâm, thì những lời đó mới đi vào trong tâm mình, nó trở thành ra máu huyết trong người mình. Mà mỗi khi cái đó, cái phiền não nó khởi lên, cảnh giới Phật có mặt liền. Cảnh giới Phật nó cho mình biết đây là chỗ mình. Bồ Tát mà phát nguyện bố thí mà không ai tới bố thí, không ai tới xin thì sao bố thí? Không rồi, Pháp Hòa đi trên đường thì cho đoạn đường đi xe bus 3 tiếng đồng hồ, Pháp Hòa có cơ hội ngồi trên xe đọc kinh, đọc một bài kinh nói về hạnh của Bồ Tát rất hay. Mà Pháp Hòa đọc mà Pháp Hòa thích vô cùng. Đức Phật mới nói, cái người mà tới mà xin mình, đâu phải là người, mình đâu phải là người làm ơn cho họ, mà họ là người làm ơn cho mình. Tại họ tới xin mình mới cho được. Vậy thì anh muốn cho mà không ai xin hết, sao anh tu? Giống như mình nói tôi tu hạnh nhẫn nhục mà không ai chửi mình hết, sao mình biết nè. Rồi bây giờ mình tu cái nhẫn thì nó cũng phải có cách nhẫn.
Nhẫn, nếu nói cho đủ là nó có 10 cách nhẫn. Như bây giờ các bạn nói gọn 3 cách. Một là mình phải sanh nhẫn, hai là phải phát nhẫn, ba là phải vô sanh nhẫn. Sanh nhẫn là sao? Giữa con người với con người mình cần phải nhẫn. Đấy, ví dụ bây giờ ngồi đây là phải sanh nhẫn đó. Mình vô đây mình ngồi trước rồi, mình biết bạn mình sắp tới, mình mới lấy cái giỏ của mình để bên hông rồi. Mới giờ đứng dậy lấy chai nước ai dở ghế mất tiêu. À, sanh nhẫn à. Có một lần mà đi giảng mà cái vị nào đó muốn vô ngồi mà bị ai đuổi không cho, tức quá viết giấy lên luôn. Bạch thầy, đi nghe pháp mà giành ghế ngồi có phải là tham không? Cho nên mình nhẫn được giữa con người với con người thì gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình phải nhẫn cái thứ hai là nhẫn hoàn cảnh xung quanh, gọi là pháp nhẫn. Chẳng hạn như mấy ngày nay ở Cali nè, trời nóng nè, đó, trời đã nóng rồi, đi chùa bắt ăn mặc cho đàng hoàng, xong vô dện cho cái áo tràng nữa, trời đất ơi chịu không nổi. Tưởng sao đã vậy rồi mà còn ngồi chất chội nữa, mà mấy ngày nay Cali hạn hán, không có nước tưới cây nữa. Đó, những cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn đó là hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ những người dân sống ở Nepal đang động đất, rồi một trận động đất xảy ra thì bao nhiêu nhà cửa gọi là đủ thứ đổ nát hết, có hàng năm mới có thể phục hồi lại. Đó là mình nói những cái xứ giàu đó. Còn nếu mà những xứ nghèo đã biết chừng nào mới phục hồi nói, thì những cái trường hợp đó phải pháp nhẫn. Mình muốn đi hành hương, hành hương đất Phật, đóng tiền đi hành hương, mang tiếng đi hành hương mà cái tâm nghĩ như đi du lịch, thì làm sao hành hương cho nổi? Đi hành hương là phải pháp nhẫn, đặc biệt là qua xứ Phật, xứ Ấn Độ, dơ, nghèo, rồi mình chấp nhận được. Mà đặc biệt là qua bển là ai cũng mang bệnh hết, bệnh tiểu đường. Xe bớt dừng lại nan tả nữ hữu. Ấn Độ là không có nhà vệ sinh. Mình nói như vậy tức là những cái hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Có một lần Pháp Hòa dẫn mấy em đi hành hương những ngôi chùa ở trong vùng, thì đến ngôi chùa của người Campuchia. Thì quý vị biết là chùa người Campuchia thì nó có ăn chay. Thì bữa đó quý Phật tử mà chùa của các Phật chùa Nam Tông á, như là chùa Lào, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Thái đó, là các sư không có nấu ăn. Mỗi ngày Phật tử chia phiên nấu ăn đem vô cho quý sư. Một tháng 30 ngày là Phật tử đăng ký đủ 30 ngày, mỗi gia đình nấu một ngày đem vô. Thì cái bữa Pháp Hòa tới nhằm cái ngày các sư ăn mắm bùa hóc. Trời ơi, mình rước vô một cái thôi, mình muốn té nghiêng té ngửa, để cái mùi mình không quen. Thì có mấy đứa nhỏ nó nói, trời ơi, cái mùi này hôi quá, mà nó dùng cái từ cái tiếng Việt, thúi quá. Thì bà vừa thúi mà vừa nóng. Thì mấy đứa nhỏ nó ngồi phải chờ mấy sư ra, rồi nó bực bội, nó khó chịu. Thì có một đứa nó tỏ vẻ nó nóng mà nó bực, nó mồ hôi rồi nó ra rồi mùi nữa, vừa mùi hôi mà vừa mùi kia nữa. Thì có đứa nhỏ nó bên đây, thôi đừng có nói nữa, cái nóng này mà chịu không nổi, cái nóng địa ngục sao chịu nổi. Giờ quý vị thấy pháp nhẫn chưa? Đến khi nào tâm mình thuần thục? Thuần thục là ở Cali thì phải chịu hạn hán, ở Cali phải chịu nóng, hay là ở xứ Arizona, ở Las Vegas là những cái vùng nóng thì phải vậy chứ, nói gì nữa giờ? Có gì nữa đâu phải gọi là nhẫn nữa, gọi là vô sanh nhẫn.
không cần phải sanh pháp nhẫn nào nữa hết. Chuyện nó đã như vậy rồi. Cũng giống như mình sống với con người, có nhiều người nghe la mình vậy đó, xong cái hối hận, cái xin lỗi xong làm tiếp, rồi riết cái thôi, mình giờ nói với người này mình vô sanh nhẫn, giờ muốn nói gì nói, tâm mình bình lặng bình thường. Lúc này giờ có nói cũng giống như là ca lan tần già cộng mạng chi điểu ở trên cõi cực lạc. Cho nên ở cõi cực lạc có những giống chim, nhớ không? À, giống chim gì? Bạch hạc, khổng tước, ca anh võ, ca lan tần già. Thì quý vị cứ nghĩ coi có phải là bao nhiêu âm thanh đó không? Thôi đừng nói ngày thường mà phải nghe chim này hót, nghe đi ngủ với nhau cũng nghe hót như thường. Vô khóa tu đó, vô khóa tu mà một phòng mà 4-5 người mà mình là một người duy nhất ngủ không được, trời ơi nghe 3-4 giọng chim hót. Thì lúc đó mà thay vì mình nằm mình, trời ơi sao cái người này ấy, lúc nó quán liền, à thì ra bây giờ tôi biết cảnh giới cực lạc ở đâu rồi. Bây giờ tôi có khổng tước, xá lợi, ca lan tần già, cộng lại là tất cả các loài chim. Nếu mà tôi nghe được những âm thanh này mà tôi vẫn nằm yên tôi niệm Phật, thì gọi là sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì ngay trong phòng này là gọi là cực cực lạc. Này xá lợi Phật, ở cõi cực lạc phải cần vượt qua 10 muôn ức cõi, đi qua 10 muôn ức cõi mới thấy được cõi cực lạc, đúng không? 10 muôn ức cõi đó là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, tiên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó là thấy cực lạc. Cho nên Kinh Di Đà nói, từ đây qua phương Tây, qua 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là cực lạc. Nếu anh còn lui lại bên này thì gọi là cực, cực khổ. Anh thắng được, anh qua được 10 cảnh đó là anh tới cực lạc. Lúc đó anh sẽ gặp Phật Di Đà đang nói Pháp. Di Đà là gì? Vượt hết được 10 cái phiền não này thì tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm của Di Đà. Mà khi tâm thanh tịnh rồi bước ra ngoài vẫn thấy hoa rơi xuống, lấy giỏ hứng đem cúng dường các vị Phật. Mình mới vừa được ta cho cái bánh à, mình xây qua mình thấy bác kia đói bụng không có ăn, bác dùng đi. Đó, hứng hoa đem cúng dường. Ông thầy ông đi tụng kinh với đệ tử, ông tụng kinh xong cái thì ông thấy dĩa bánh ít ngon quá, ông xá Phật cái ông đưa nó cất đi con. Đứa đệ tử nghe ông kịp tưởng là cho nó ăn, đem ra ngoài nó ngồi nó ăn. Ăn xong ra cái thầy tụng kinh xong thì ra hỏi bánh ít thầy đâu. Ông nói dạ con ăn hết rồi. Trời ơi phiền não quá mà không biết nói làm sao. Thường thường thì đệ tử phải đi hầu thầy, mà hầu thầy thì phải đi sau lưng. Ông bực quá cái bộ tao tù nhân sao mà đi canh tay. Đệ tử theo thầy thì đi sau lưng, thầy cũng không chịu. Đệ tử liền nhích lên vài bước đi ngang với thầy. Ông say quá nói, bộ tao bạn mày sao mà đi ngang hàng ta. Đi sau lưng không được, đi ngang hàng không được, đi trước nó bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao. Khi phiền não lên rồi thì trước sau ngang bằng gì, mình cũng sao? Phiền não. Khi không bằng lòng nhau rồi thì nhau nói cái gì nhau nghe cũng không đặng cả. Thôi thì hôm nay qua gặp đại chúng, thưa đại chúng, chỉ có trí tuệ mới có thể giải được mê lầm. Chính vì thế khi ngài A Nan mắc nạn Ma Đăng Già, Đức Phật liền sai ngài Văn Thù tới hóa giải. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, thì cái đoạn đó mình phải nhận ý nha. Bởi vì ngài A Nan tượng trưng cho một con người tu hành bình thường giống mình đây. Và khi ngài A Nan sắp sửa phạm giới với cô nữ Ma Đăng, nghĩa là đó là cái tâm thức bình thường, cái tình cảm bình thường của một con người chưa đủ trí tuệ. Đức Phật biết cho nên nói ngài Văn Thù tới hóa giải. Bởi vì Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Khi trí tuệ đến thì những cái đó nó làm sao? Nó vượt thắng. Cho nên cứu được ngài A Nan. Vậy thì trong cái đoạn Kinh Lăng Nghiêm, khi ngài A Nan bị cái cô Ma Đăng Già
chiêu dụ Ngài sắp sửa rơi rụng, thì Ngài Văn Thù tới kịp. Thì Ngài Văn Thù đến là tượng trưng cho trí tuệ đó. Một khi mình chưa đủ trí tuệ thì mê lầm có thể sanh. Cái gì làm cho mình sanh mê lầm? Vô minh. Hãy có vô minh thì còn mê lầm, còn phiền muộn, còn rất nhiều stress. Một khi vô minh có mặt thì những cái đó không có. Có vài ví dụ, mình qua đất nước này, con cái học hành thì thành tài, nhưng cũng có đứa nó thành tài nhưng mà nó sống không nghỉ, tự nó lo cho nó, nó cũng không quan tâm gì tới mình nhiều. Hoặc ngược lại, có những đứa du côn du đảng gì đó, nó cũng làm khổ mình. Như nếu mình cứ buồn khổ hoài thì mình khổ chứ nó chẳng khổ. Mình phải vượt cái vô minh, tức là mình đừng có mê lầm, đừng có chấp trước, mình nghĩ rằng con mình phải thế này hay thế kia nữa, mà nó sao thì mình nhận vậy. Và nếu cái mà mình phải nói đó là vì mình thiếu phước nghiệp nhiều, thay vì ngồi đó buồn thì mình lo mình tu. Tại vì ngồi buồn cũng không giải quyết được gì, mà mình lo mình tu, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm công quả, thí dụ vậy, thì nó sẽ giúp cho mình không quên đi những cái đó mà huân tu. Thưa đại chúng, trên đời này, ngày hôm qua có một em Phật tử, nó gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, thì nó đi chùa buổi chiều, có vài mấy nói thôi tối con lên chùa lại sám hối đi. Thì nó đang lừng thừng thì Pháp Hòa nói thêm. Pháp Hòa nói á, mình là người tu, con người mình nó sống bởi hai phần, một là thể chất, đời sống hoàn cảnh vật chất, hai là phước, nói gọn hơn là phước với nghiệp. Một khi phước giảm thì nghiệp nhiều, một khi mà nghiệp giảm thì phước tăng. Cũng giống như thân thể mình, nếu thân mình khỏe mạnh thì mình ăn gì cũng được, ra đường không bị trúng gió, dưa hấu dưa leo mình ăn ngon lành. Nhưng một khi thân không khỏe, ăn dưa hấu trúng, ra đường gió trúng. Cũng như thế, một khi mình thiếu phước thì bao nhiêu khổ nạn nghiệp chướng nó tới với mình. Một khi mình phước nhiều thì cái đó nó luôn. Cũng giống như thân thể mình. Cho nên nếu mình còn mê lầm, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, mà mình quên câu ngày xưa ai quyền quý cao sang, giờ nhìn người này em, chính em đó, em cũng là người ngày xưa và em bây giờ cũng là người này. Cho nên á, ngày xưa mình giàu nhưng không có nghĩa là cuộc đời này mình có thể giàu mãi mãi. Nhưng nếu mình cứ chấp mình dính vào cái cảnh giàu của mình ngày xưa, bây giờ nghèo rồi mà vẫn cứ biểu lộ như mình giàu, thì rõ ràng mình sống không có thật, mà không có rõ được lẽ thật là vô minh. Mà hãy còn vô minh thì còn khổ luyện, hết vô minh thì hết khổ. Cho nên chỗ nào có văn thù thì chỗ đó sẽ sáng. Cho nên căn nhà tối dù ngàn năm, nhưng một khi ánh đèn bật lên thì tối, cái ánh tối ngàn năm đó nó liền biến mất. Quý vị hiểu ý ha? Vô minh dù có tràn ngập, nhưng nếu chúng ta có trí tuệ của văn thù, của tu tập, thì ngàn năm vô minh cũng có thể tan biến. Chưa hiểu rõ thì bị ngũ uẩn đè, cho nên Tôn Ngộ Không bị ngũ hành sơn đè. Nhưng khi gặp Ngài Huyền Trang gỡ lá bùa rồi thì núi nở ra, tung ra, Ngộ Không tự do. Cũng như thế, trí tuệ mà chưa gặp thiện tri thức, trí tuệ vẫn bị ngũ uẩn nó đè. Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho thiện tri thức. Một khi mình tu mà mình không có thiện tri thức để tháo gỡ cho mình thì làm sao mình có thể thăng tiến. Và nói này nói nữa, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử muốn đi cầu đạo, người đầu tiên thiện tài gặp đó là Đức Văn Thù Sư Lợi.
Đức Văn Thù Sư Lợi thấy Thiện Tài đồng tử là một người thanh niên, cho nên Đức Văn Thù mới nói: ngươi muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, trước hết ngươi cần phải phát Bồ Đề tâm và cầu thiện tri thức. Cho nên từ đó Thiện Tài đồng tử nghe lời Đức Văn Thù vân du hỏi đạo ở tất cả mọi người, trong đó có danh nữ, có Bà La Môn, có những người không thiện lành ở trong xã hội. Nhưng mà với cái trí tuệ cầu học, người nào cũng có khả năng chỉ dẫn cho mình. Ví dụ như mình nói cái cô đó, cô ca sĩ nè, đời sống của người ca sĩ thế này thế kia, nhưng mà biết đâu ở trong lời ca đó nó có những cái câu nói, những cái câu hát mà làm cho mình sáng ngộ đó. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, có dầm về mưa nắng mới vui, như mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Thì những cái câu đó là rõ ràng giúp cho mình hiểu ra cuộc đời. Khi mình vượt được những cái này thì những cái ánh sáng kia nó tới. Nếu mà ở đây không có hạn hán, mình không có quý nước. Những nơi mà ta dư nước ta không biết quý nữa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đó, tối tâm dù có ngàn năm, đèn bật lên thì đèn sáng. Vô minh dù có giam hãm mình nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp, nhiều đời, nhưng một khi chúng ta có quân tu trí tuệ thì phá hết. Thí dụ như có những Phật tử chưa hiểu đạo, cha mẹ mất rồi, hồi đó chưa biết gì hết, cha mẹ mất rồi cũng làm đám tang cho cha mẹ bình thường. Thời gian sau đi chùa, nghe người ta nói người chết phải để 8 tiếng niệm Phật, 8 tiếng thì mới siêu thoát. Trời ơi, nghe xong rồi khổ quá, hồi xưa con không biết đạo, con không có làm vậy với mẹ con, không biết giờ mẹ con đi đâu. Rồi ôm cái hối hận đó, đâu cần thiết như vậy. Cái vấn đề người ta tới hộ niệm cho mình nhớ chỉ là trợ duyên, chính cũng phải là mình. Chứ nếu mà ai cũng tới niệm Phật cho mình 8 tiếng mình vãng sanh hết thôi, cần chi tu. Nếu mình không có cái nhân của niệm Phật, người ta tới niệm Phật mình cũng không có liên kết. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị có thuộc chú vãng sanh không? Thuộc. Khi ai thuộc chú vãng sanh thì Pháp Hòa tụng bài chú vãng sanh, quý vị mới tụng theo được. Còn nếu bây giờ quý vị không thuộc gì hết trơn, Pháp Hòa tụng lên quý vị cũng nói chở tụng gì mà A Di Đà Đô bà tì, diễn ra bà tì. Mình không thuộc thì mình đâu có hòa theo được. Cũng như thế, hàng ngày mình phải quân tu. Thì khi mình sắp mất đi, mình có những người đến là trợ duyên, chứ họ không phải là những người làm cho mình được vãng sanh. Đừng có làm cái đó rồi mình cứ nghĩ là lúc nào cũng đi đặt cọc trước. Khi nào tôi nhớ lại tụng dừng cho tôi 8 tiếng nha. Mình không huân tu 80 tiếng cũng vậy, chính là mình đã lo huân tu. Và hôm nay có quà gặp quý vị ở tại chùa Văn Thù để tâm sự quý vị về cái đức, cái hạnh của Đức Văn Thù là trí tuệ, để cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của trí tuệ ở trong Phật giáo, đặc biệt là của mỗi hành giả khi chúng ta tu hành. Tu hành mà chúng ta không có chịu nghe pháp, học kinh để chúng ta mở mang trí tuệ thì chúng ta có nhiều cái chấp trước và không làm cho chúng ta vượt được những cái phiền não lắc nhắc vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Mà mình nhớ là mình thành Phật được là do nhờ mình độ được phiền não. Cho nên cái chữ niết bàn tiếng Phạn là Nirvana, người Trung Hoa âm là Niết Bàn Na. Dịch nghĩa của chữ niết bàn là diệt độ, diệt phiền não, độ sanh tử, gọi niết bàn. Khi nào mình hết phiền não hay là giảm phiền não là có niết bàn. Giảm phiền não ít là tiểu niết bàn, giảm khá khá trung niết bàn, giảm giỏi nữa đại niết bàn. Cho nên mình mới có đại bát niết bàn. Vậy thì niết bàn không phải là chốn
là nơi để đợi khi chết mình tới. Niết bàn là trạng thái của tâm. Khi mình yên tĩnh bình lặng trước mọi cảnh là mình có niết bàn. Còn mình lao sao cảnh gì mình cũng bị chi phối hết. Chẳng hạn ngồi đây đang ngó lên đây, nghe ở làm sao rầm xây qua liền là mình biết rồi, mình tâm mình chưa có niết bàn, mình còn lao sao lắm. Thôi chúc đại chúng ai cũng là tôn ngộ không, bị núi ngũ quẩn ngũ hành nó đè, nhưng mà một khi gặp thiện tri thức gỡ lá bùa rồi thì mình tung tăng. Thiện tri thức là những người đồng hành pháp lữ với mình. Nhiều khi một câu nói đơn giản của người ta nhưng cũng khai mở được tâm tư của mình. Và một khi tâm tư được khai mở thì tự nhiên ánh sáng lóe lên. Cứ ngày chút đến 49 ngày thành đạo. Anh Di Đà Phật. Được chưa? Rồi bây giờ trong chúng có ai có giấy? Bạch thầy hoan hỷ từ bi giải đáp câu hỏi. Đức Thế Tôn dạy các pháp không thật, xin thầy khai triển qua sự và lý. Thì xin thưa đại chúng, cái chữ các pháp không có thật, chữ pháp ở đây nó có nghĩa là mọi hoàn cảnh, mọi bất cứ hiện tượng nào ở trên đời này đều là không thật. Tại sao không thật? Chữ không thật này nó có nghĩa là không thật có, hay là không thật tồn tại vĩnh viễn. Thí dụ hôm nay mình gặp nhau đây, thật không? Thật. Nhưng mà cái thật này nó có mãi mãi không? Không. Đủ duyên thì chúng ta gặp. Đủ duyên bằng cách nào? Sức khỏe Pháp Hòa có, chuyến bay không bị trục trặc, thời tiết được, quý vị giờ giấc tốt, sức khỏe khả năng mỗi người được, mỗi nhân mỗi duyên nó kết hợp để chúng ta có mặt gặp lại. Vậy thì giờ phút này là chúng ta sum vầy. Nhưng mà cái sum vầy này nó chỉ là tạm sum vầy. Một nửa tiếng nữa, tiếng nữa nhà ai về nhà ấy, đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì như vậy các pháp không thật nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, hoàn cảnh, vật chất đều không thật. Ví dụ quý vị gọi hoa lan, nhưng mà tự thể nó có xưng nó tên lan đâu. Nó đâu có nói I am lan đâu, hay là I am orchid đâu. Mình tự đặt má, mình đặt nó là lan thì mình kêu nó là lan. Nhưng mà bản chất nó có gì lan đâu. Mình đặt cho nó cái tên rồi mình gọi nó. Nhưng mà cái lan, cái hoa này nó cũng không tồn tại ở đây mãi mãi. Vậy thì các pháp không thật không có nghĩa là không thật có, mà nó có mà nó không thật hoàn toàn có mặt, gọi là bất biến. Triết lý của nhà Phật gọi là vô thường. Thế vô thường là gì? Vô thường là thay đổi. Mà thay đổi nó có hai loại thay đổi. Thay đổi sát na, tức là từng cái sát na là nó nhanh hơn một cái tích tắc. Đạo Phật dùng cái danh từ sát na để chỉ cho một cái thời gian rất nhanh. Chẳng hạn như mình ngồi đây là sát na vô thường đó. Từng chút từng nó đi qua. Hồi Pháp Hòa tới đây là 5:30, bây giờ là gần 8:00. Như vậy thì quý vị thấy cái sát na vô thường không? Rồi đến một lúc nữa 9:00 nhất kỳ vô thường, mọi người đứng dậy. Okay. Con người mình trên thân thể này sát na vô thường, chuyển biến từng giây, đến một lúc nào đó ngưng thở, tay chân duỗi ra kêu chết, gọi là nhất kỳ vô thường. Không có cái tất
cả mọi hiện tượng xung quanh hoàn cảnh bản thân con người, không có gì mãi mãi. Rồi ví dụ bây giờ mình nói pháp, Phật pháp cũng thế thôi. Người bệnh nào thì mình cho thuốc nấy, nó có tồn tại cái gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình gặp cái người nghiện thuốc thì phải dùng phương pháp nào giúp cho người ta hết cái cách nghiện thuốc. Cho nên anh nghiện thuốc hả, thôi để tôi đưa thuốc miếng đầu cho uống. Hỏi sao đưa thuốc miếng đầu thì cái này cũng là thuốc. Đúng là thuốc, nhưng mà không phải thuốc để trị bệnh nghiện thuốc, thì thuốc này vô ích. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Và quý vị nhớ, bệnh của mình là bệnh dởm, thì thuốc của Phật cũng là thuốc dởm. Tạm bệnh gì uống thuốc nấy, hết bệnh khỏi cần thuốc. Giống như trong kinh nói, như người bệnh nằm chiêm bao thấy mình bị bệnh, như một người ngủ nằm chiêm bao thấy mình bệnh, liền xin thuốc uống. Đến lúc tỉnh nhất chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Mình giật mình vậy, mình thấy mình đâu có bệnh. Thì sự không bệnh cũng không, thì thầy với thuốc cũng là không. Cho nên thuốc của Phật là thuốc huyễn, vì bệnh mình là bệnh huyễn. Lúc mà mình đi ngang chùa Văn Thù ban đêm, tự nhiên nghe tiếng xào xạc, trời sợ ma. Ngày nào đi cũng nghe vậy. Tới một bữa đó mình dựng con sư tử của mình lên, đi vô trong rừng thử coi, tới ra thì là cái lá chuối. Ví dụ vậy đó. Cho nên không có con ma nào mà con ma tưởng. Con ma tưởng của mình nó tưởng tượng đủ thứ. Cho nên các pháp còn thật là vậy. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật kính mong thầy cho con biết đề tài tên gì, thầy giảng và hướng dẫn cả đạo tràng cùng hát theo thầy. Một chiếc lá ngô đồng rơi. Trời ơi, mình sanh con nhiều quá, giờ hỏi con mình ở chỗ nào. Cái bài hát đó có tên là Thu Đẹp Đã Về Rồi. Cái bài hát đó đó. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Trong đó có câu là niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Kính thưa thầy, nhân duyên được con được về đây nghe pháp với thầy, con rất vui. Đồng thời cũng là ngày giỗ thứ hai của con trai của con. Thưa thầy, con có thể hồi hướng công đức ngày hôm nay cho con của con được không? Dạ được. Chữ hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại. Trước khi mình muốn hướng thì cái việc đầu tiên mình phải hồi. Giờ hồi hướng mà. Hồi để làm gì? Hồi để chúng ta chuẩn bị xem coi mình hướng về đâu và mục đích hướng làm gì. Cho nên nhiều khi một cái việc làm rất nhỏ nhưng mà nó có cái công dụng rất to, cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Chỉ cần ngồi nghe pháp thôi, bằng cả tâm thanh tịnh, việc làm rất nhỏ nhưng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, ai cũng nghe pháp bằng tâm thanh tịnh như mình, hồi tiểu hướng đại. Tụng một thời kinh cầu siêu, có chuông, có mỏ, có đại chúng, mục đích là để cầu siêu cho người mất. Nhưng đồng thời thân nhân người mất cũng được nghe lời kinh tiếng kệ để thấm nhuần đạo lý mà sống. Cái đó gọi là hồi sự hướng ly. Cái sự là mình thuyết lễ cầu siêu, cái lý là mình độ người chết người sống. Mà người sống mà họ nghe được câu kinh, họ thấm nhuần, họ giải thoát. Thí dụ như người ta sống mà người ta còn tranh giành nhiều quá,
Tụng trong đó có câu: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một đường, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Tụng cho người chết siêu đau chưa thấy, mà người sống siêu ào ào hết. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Tụng thời kinh đơn giản thôi, nhưng mà độ được tâm người ta giải thoát, gọi là hồi tiểu hướng đại. Vì mình mà tụng, nhưng người khác cũng lợi lạc, cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Cái nhân mình tu hôm nay, quả mình hưởng, người khác cũng hưởng, gọi là hồi nhân hướng quả. Bốn cách hồi hướng. Quý vị thấy được không bà nói không? Mình đi chùa tu tập, đó là nhân. Rồi mình muốn hướng về cho người thân của mình để chuyển hóa, hãy xem mình có chuyển hóa chưa. Mình mà có chuyển hóa thì nhất định người thân mình sẽ có ngày chuyển hóa, bởi người ta thấy mình tu có kết quả. Còn mình nó chuyển hóa không có chuyển hóa mà chuyển hỏa thì người thân thích hồi chuyển này tôi chịu thua. Nguy hiểm. Cho nên hồi hướng có bốn cách nha: hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Thí dụ như tại sao mình nghe pháp xong mình phải hồi hướng? Hôm nay mình được cơ hội nghe pháp, mình cũng mong tất cả mọi người, mọi nơi, mọi chốn, tất cả mọi loài cũng được cơ hội nghe những lời pháp này để khai mở tâm trí. Cho nên mình tụng hồi hướng sau khi mình nghe pháp. Còn mình ăn cơm xong không cần hồi hướng, mà hãy phát nguyện. Thí dụ mình ăn xong bữa cơm trưa hay bữa cơm chiều, thay vì tụng nguyện đem công đức này, chắc chắn ăn cơm có công đức không, mà đi hồi hướng, thì thay vì như vậy hãy biến cái bài hồi hướng đó thành bài phát nguyện. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Con ăn cơm này, con no rồi, nuôi thân của con được rồi đó, thì con xin nguyện dụng thứ này để con tu, để tan chướng, để tiêu trừ, để phiền não, để dứt sạch. Rồi cuối cùng con sẽ làm đời đời con làm hạnh của Bồ Tát, như tất cả Phật tử ở dưới bếp kia đã làm hạnh Bồ Tát nấu ăn cho con ăn. Thì con xin nguyện ăn cơm này rồi, khỏe mạnh rồi, con không phải để gây lộn, để đi chơi, mà con để độ chúng sanh. Ăn cơm vậy mới có công đức. Vô buổi họp, họp cải tá lả hết xong, chắp tay hồi hướng mô Phật. Hồi kiểu đó em không dám hướng, em không dám nhận. Trong cái buổi họp không cần hồi hướng, họp xong rồi hãy phát nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vậy thì mình phải nhận ra mình ở trường hợp nào mà hồi hướng. Chứ không phải nói chữ hồi hướng nghe vậy các bạn nguyện đem công đức này đâu. Chữ hồi hướng đó là cái danh từ chung để gọi cho tất cả mọi sự kết thúc. Và mình kết thúc bằng cách nào? Cho con xin hỏi, chúng con là Phật tử của một ngôi chùa nhỏ với vị thầy trụ trì mới. Chùa mới thì chúng con phải làm sao? Chùa mới thì chúng con cứ đánh bóng hoài cho nó mới.
khổ chứ làm sao? Chùa mới chúng con phải làm sao? Không lẽ nấu ăn cho nhiều cho nó mau cũ? If a person is in a life-threatening situation, regardless of their religion, can you say A Di Đà Phật to help them? Yes, you can. No matter what is their religion. Because Buddhism is not only a religion. Buddhism is the way of life. Buddhism is an education to educate us to live a better way. You don't have to be a Buddhist in order to learn and practice Buddhism. Because Buddhism is the way to live, make us live better. We all have the way, but maybe our way never bring any happiness for ourselves and for others. So you learn Buddhism to make your way more bright, more light, and more meaningful. Let's say we speak every day, we talk every day, but maybe the way we talk only make people hurt by the way we talk. Now you learn some Buddhist practice, loving speech. You add Buddhism in your language, in the way you talk. Now, the way you talk better. What is A Di Đà Phật means in Buddhism? A Di Đà Phật means the unlimited light, the unlimited work, and the unlimited merit. Once you see things right, you put your hand into it. What makes you see it right? The light of understanding. So A Di Đà Phật means understanding, working, and benefit. So when I see you, or we all see each other, meet each other, we join our palms and we bow and we greeting to each other. That means I am wishing you always live with the light. That means always live with your understanding, your good work, and your benefit. That is the meaning of A Di Đà Phật. So if you see someone in a very worse situation, you can send them your prayer every day by your own words. Example, when you see someone sick, silently you say, I wish everyone can understand life is impermanent, so they can stop their arguments and live with the harmony as much as they can. That's your prayer. When you see someone cut the flower to arrange, you can make a prayer. I wish everybody can live beautifully like a flower. When you see someone open the door, you can make a prayer. I wish everybody can open their heart and receive and coming to each other. This is not my way to make up, but the Buddha taught. You want to live at the Buddhist way, only three things you can do and you can live forever. Clear your thought. Do good, avoid bad. And that's all the teachings of the Buddha. Not to do bad things, try to do good things, calm your mind. Once your mind is calm, you will see clearly things you should do and things you should not do. No matter what is their belief, but with your generous heart, you just say A Di Đà Phật. Because A Di Đà Phật means good understanding, good work, good benefits. Is that answer you? Yes.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi là thời gian đọc kinh của con không có thời gian nhất định, con không biết là có sao không? Nếu thời gian vừa qua mình tụng kinh không nhất định và mình cũng chẳng sao thì nó là không sao hết. Chưa có sao và cũng sẽ không có sao. Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như này là như gì? Như thế mà tu. Cousin của con ở Việt Nam thích đi gọi hồn và gửi cho con nghe là có 2-3 cụ ông mất từ bao nhiêu đời về nói chuyện, biết cả con là ai nữa. Con muốn hỏi thầy tại sao mất lâu thế mà chưa siêu thoát. Con cũng có thể cúng cho tất cả linh hồn đó và cả những linh hồn con không biết, làm như vậy họ có siêu thoát không? Những người là Phật tử có pháp danh thì sau khi mất vãng sanh Tây Phương, còn những người công giáo hoặc công giáo khác thì linh hồn đó đi về đâu hay cứ quanh quẩn ở cõi này? Và trước hết mình giải quyết chuyện linh hồn. Mình nói có một cái hay là mình chưa bao giờ chết mà cứ nói chuyện chết. Thưa đại chúng, cái chuyện gọi hồn á, mình phải suy nghĩ lại, hồn ở đâu mà gọi, mà mình đủ năng lực mình gọi không? Ông xã đây nè, ổng ở trong phòng mình gọi cũng muốn chết. Ổng đi làm về có mấy cái chén mà gọi ổng hoài ổng không rửa. Mà vậy ở là ông xã mình đó, mà có mấy cái chén mình gọi ổng từ sáng tới trưa ổng không rửa. Mà bây giờ linh hồn ở đâu mà gọi tiếng cái nó về liền? Em không biết cái vụ này. Còn cái người mà chết không siêu, cái trường hợp này là trường hợp của những người người ta còn dính mắc. Cho nên cái chuyện gọi hồn mình cất đi, mình không nói, tại vì mình không có chắc và cũng không có bảo đảm. Cái quan trọng là cái người mất có thể họ chưa đi. Lý do họ chưa đi là họ còn nhiều cái bám níu vào tiền của, vật chất, con cái, gia đình. Cho nên họ có thể chưa đi. Bây giờ mình muốn giúp cho họ thì mình phải tụng kinh. Mà tụng kinh niệm Phật á, không có nghĩa là mình tụng mà họ siêu, mà mình tụng là để mình dùng cái lời pháp của Phật để khai thị cho cái vong, để cho người ta khai mở mà người ta đi. Không, và ví dụ như bây giờ có 2 người tới đây gây lộn, mình đuổi họ đi bằng cái quyền lực của mình là kêu cảnh sát, hay là mình chủ nhà mình đuổi được, họ sẽ đi. Nhưng tâm họ chưa dài, họ đi ra khỏi khu vực này họ sẽ kiếm nhau họ gây tiếp. Trừ khi nào mình lấy lòng từ bi, mình hóa giải cái hận thù giữa hai bên, họ im lặng, họ ra đi và họ hóa giải. Cũng như thế, một con ma nó nhập vô người này, nó nhập vô người kia, thí dụ vậy đó. Nếu có, không cần buồn ngãi gì hết. Chúng ta hãy niệm Phật, tụng kinh, đem vô số lời lẽ khuyên dạy họ, để họ khai mở, họ chấp nhận, họ buông xả, ái luyến, thì họ đi. Còn mình dùng bùa, dùng phép, dùng thuật gì đó để mình bắt họ, mình trói họ, mình nhốt họ, thì họ không thể đi. Họ còn mang thêm hận thù bi họ chưa giải. Cho nên làm sao họ giải tỏa được cái tâm tư đó thì tự động họ siêu. Vậy thì mình tụng kinh không phải là người đó siêu, mà mình tụng để mình lấy cái lời kinh khai mở. Thí dụ, có bạn nói ví dụ như tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói có một con quỷ có những địa ngục
tên là Thiết Sàng, có những địa ngục tên là Thiết Sa, có những địa ngục tên là Thiết Y, nhớ không? Bây giờ người ta còn bám víu, ngủ trên giường rộng lớn đẹp, mắc tiền, xe mắc tiền, cái gì cũng mắc tiền, mà chưa pay off thì chưa phải là của mình. Cho nên ngủ trên giường đẹp mà nhiều tiền quá mà trả không có, mà tháng này không có job, thì đó là thiết sàn, giường sách. Cái áo mua hàng ngàn mình mặc mà áo đó mặc xong rồi không có tiền trả là thiết y. Cho nên khi mà người đó hiểu ra được, thôi miễn có mặc lành lặn là được rồi, mình hãy lấy cái gì mà vừa với tầm tay của mình, cởi mở cái hộp khỏe. Đâu phải mình không thể nào nói lấy cáo đem trả lại, tôi bắt là phải trả. Không bao giờ họ làm được, trừ khi nào tâm tư họ hiểu rồi họ mở. Cái trường hợp là như vậy. Còn cái trường hợp thứ hai là Phật tử quy y, đừng có hiểu lầm quy y rồi thì được vãng sanh Cực Lạc, đừng có hiểu lầm như vậy. Nếu mình nói như vậy rồi những người không quy y như câu hỏi, hoặc là người không phải đạo Phật, thì họ không được vãng sanh Cực Lạc sao? Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình chính thức mình biết mình là Phật tử, biết mình là Phật tử để mình sống theo cái tinh thần của Phật tử. Cái quan trọng là cái đó. Cái quan trọng là mình biết mình là Phật tử để mình sống đúng cái tinh thần của Phật tử để mình giải thoát. Chứ không phải thí dụ thôi, một người quy y rồi mà mở miệng ra vẫn chửi thề, vẫn nói bậy là chánh ngữ không có. Phật tử quy y rồi mà vẫn phạm vào quan hệ tình cảm với gia đình người này, phá hoại gia đình người kia là giới thứ ba. Phải không? Phật tử quy rồi mà vẫn gian tham trộm cắp, lấy lớn thì không mà chà đồ nhôm thì nhiều, chà đồ nhôm là chôn đồ nhà thì không có được. Cho nên quy y để làm gì? Để cái tâm thức của mình tiếp nhận và biết rằng mình là Phật tử. Mà là Phật tử thì phải sống cho nó có cái chất của Phật. Rồi biết mình là Phật tử, sống bằng cái chất Phật thì mỗi ngày một chút, tức là mình tăng trưởng cái chất Phật của mình đó. Và mình chỉnh đốn lại. Chỉnh, muốn chỉnh là phải đốn. Ta kêu chỉnh đốn mà. Mình ngày xưa nóng quá, giờ chỉnh xuống cho nó nhẹ nhàng chút. Mình ngang tàn quá, chặt bớt mấy cái ngang tàn cho cái cây của mình nó gọn lại. Cho nên hễ cái nào mà nó bung xoe là phải chặt cho nó gọn. Cái nào mà nó cao độ phải chỉnh cho nó vừa, gọi là chỉnh đốn. Như thế không phải quy y là mình vãng sanh nếu mình không tu. Cho nên cũng giống như nhiều Phật tử nói, ăn chay là về cõi Phật chưa chắc, ta ăn lo ta cũng về được như thường. Chắc gì mình ăn chay mà được. Cho nên và hơn nữa đó, và xin thưa cái này một chút nữa, quan trọng là cái tâm hàng ngày mình hướng về đâu. Thí dụ mình là Phật tử rồi thì mình hướng về đâu? Hướng Phật. Mà hướng Phật, mình thường xuyên hướng Phật thì mai mốt mình có sắp mất, mình tâm mình hướng Phật. Cho nên hàng ngày mình hướng Phật rồi, cho nên lúc mình sắp mất là ban hộ niệm ta tới, ta đẩy thêm để cho mình thêm cái hướng, rõ cái hướng. Chứ còn bây giờ hàng ngày mình không hướng Phật, mình hướng chỗ khác mà tới người ta đưa mình toàn là bản đồ đi Tây Phương, mình nói tôi đâu biết đường này, tôi không có set up cái này vô cái máy GPS của tôi. Và bây giờ mình phải set up sẵn cái địa chỉ đó, là mai mốt ta bấm hôn cái nó chỉ hôn thôi. Nếu mà không hôn là ta bấm, ta nói previous address. Địa chỉ trước kia mình đã từng đi, ta đi liền chứ gì. Mình không xếp địa chỉ đó mà mai mốt mà ai tới tụng cho mình, I don't know this man, không biết được. Cho nên đừng có làm. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng rồi mà hàng ngày tâm không hướng Phật cũng không đi đâu được hết. Cho nên Cực Lạc, cực khổ song song.
hai đường cực hết, biết dông đường nào. Rồi thì bây giờ mình mới nói cực khổ, cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dông vô chùa. Cho nên quá trời hình trong chùa luôn. Rồi, thôi hết rồi. Thôi vậy chắc cũng đủ ha, để đại chúng ngồi lâu tăng kể khiếu trợ. Ngồi lâu tê cảnh khó chịu. Rồi, Di Đà Phật, con một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng con trong chiều hôm nay, và cũng biết ơn đại chúng đã không quản ngại một ngày làm việc mệt nhọc và về đây cùng thăm Pháp Hòa trong buổi tối đông đủ như thế này. Thật là một cái niềm vui cho Pháp Hòa rất nhiều. Xin cầu chúc trên thầy trụ trì sức khỏe an khang, toàn thể đại chúng xa gần nội ngoại đều được an lành. Nội ngoại là trong ngoài á. Nghe nội ngoại cái cười à. Đại chúng luôn luôn được vui vẻ, sức khỏe và tu hành tinh tấn. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và bây giờ chúng ta xin chắp tay và hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Dạ thầy ơi.
Dạ quý Phật tử chúng con nơi này giờ này rất là mong mỏi thầy có thể quan hỷ có thể hát cho đạo tràng chúng con một bài. Tại tụi con có ý đồ sẵn là tụi con đạo tràng chúng con đã dự tính sẵn nếu mà thầy không hát thì đạo tràng chúng con sẽ năn nỉ thầy hát. Đạo tràng chúng con đã có ý đồ trước, nếu thầy không hát thì chúng con sẽ hát. Vậy mới kêu là ý đồ. Kính bạch thầy cũng như toàn thể đại chúng, thì trong cái không khí rất vui, trong cái tình đạo pháp với nhau, thì con cũng không có gì hơn là y giáo lộng hành và con xin hát đại chúng nghe. Thầy hát bài gì ha? Muốn nghe bài gì? Gì muốn nghe cái gì? Lòng mẹ hả? Cho xin phép con đứng đi con dậy. Công mẹ sanh con Di Bằng năm biển, chỉ có càn khôn kia không bờ không bến mới sánh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ chưa lọt lòng, từ lúc nói tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sớm sở ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ, từ chiếc giọng con nghe lời ru em mà mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn néo sông Hầu. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời, nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm
cánh chày, mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xê. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phương pháp, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Xin hát đại chúng nghe bài thứ hai là Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông. Oh.